em ơi, tao sống ngay cửa luôn. Có thể sống người ăn rau sạch chỗ rồi. Ăn thế nước khô. Ăn thế nước khô. Người gì đâu nó đau kiếm cổ. Con trai anh bỏ một tiền. Người gì đâu đấy em trai cầm nhít. Con rau rồi anh. Con rau rồi. Ăn đỡ khô hơn đó. Ngon hơn. Đau không nhỉ? Không ạ. Mai quê mua tô cái này nên là chị đã chạy chạy. Không, nhắm nhiều chưa tô. Rất nhiều ý tưởng nhưng mà chưa làm được. Ở dưới này em hay kiểu là nuôi một cái đầm. Nó đào cái đầm tôm mình cũng tôm. Nhiều lắm, tôi cũng làm mà tôm mình. Có củ cả mấy củ. Tôi có hơn nữa là tôm củ. Tôm củ nước ngọt đấy. Tôm tinh là cái biết chỉ, cái hai hộp.